Cô Thủy xin chào các con. Chào mừng các con đã quay trở lại lớp học cùng cô. Hôm nay cô sẽ cùng chúng mình về thăm quê của bạn nhỏ để xem bạn nhỏ đã cùng người thân của mình làm gì trong kỳ nghỉ hè đáng nhớ nhé. Mời các con cùng mở sách giáo khoa trang 13 để chúng mình bắt đầu bài mới ngày hôm nay, về thăm quê. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang phần luyện đọc nhé. Các con hãy lắng nghe và đọc thầm theo cô bài về thăm quê. Về thăm quê, nghỉ hè em thích nhất được theo mẹ về quê. Bà em cũng mừng ghê khi thấy em vào ngõ. Mảnh vườn quê bé nhỏ, bao nhiêu là thứ cây. Bà mỗi năm mỗi gầy, chắc bà luôn vất vả. Vườn bà có nhiều quả, chẳng mấy lúc bà ăn. Bà bảo thích để dành cho cháu về ra hái. Em mồ hôi nhễ nhại, bà theo quạt liền tay. Từ tay bà gió đến, thơm bao hương quả vườn. Thoáng nghe bà kể chuyện, gió thơm say chập chờn. Vừa rồi, các con đã lắng nghe cô đọc bài về thăm quê. Sam ơi, con có thấy bài có từ nào khó cần cô giải nghĩa không? Con thưa cô, trong bài con chưa hiểu từ nhễ nhại và chập chờn ạ. Cô cảm ơn Sam, đó là hai từ mà cô cũng muốn giải nghĩa cho các con. Các con ạ, nhễ nhại có nghĩa là trạng thái ướt đẫm, chảy thành dòng, thường nói về mồ hôi. Chập chờn là ở trạng thái nửa ngủ, nửa thức, nửa tỉnh, nửa mê. Bài thơ trên được chia thành 4 đoạn, tương ứng với 4 khổ thơ. Khi đọc, các con hãy nhớ nhấn mạnh vào những từ chỉ cảm xúc của cậu bé khi được về quê. Và các con chú ý câu thơ, bà mỗi năm mỗi gầy, ngắt nhịp 1, 2, 2 để thể hiện tình cảm của cậu bé với bà của mình. Vừa rồi, cô và các con đã cùng luyện đọc bài thơ. Bây giờ, chúng mình cùng tìm hiểu nội dung của bài bằng cách trả lời câu hỏi cuối bài nhé. Chúng mình tìm hiểu câu hỏi 1. 1. Theo con, bạn nhỏ thích nhất điều gì khi nghỉ hè? Cô mời Sam trả lời câu hỏi 1 nào. Con thưa cô, bạn nhỏ thích nhất được theo mẹ về quê khi nghỉ hè ạ. Cô cảm ơn Sam. Chúng mình có thể thấy câu trả lời trong khổ thơ thứ nhất. Bạn nhỏ thích nhất về quê vào dịp nghỉ hè các con ạ. Chúng mình đến với câu hỏi số 2. Cô mời Sam giúp cô đọc câu hỏi 2 nào. Con thưa cô, con đọc câu hỏi 2 ạ. Những câu thơ sau giúp em hiểu điều gì về bạn nhỏ. Bà em cũng mừng ghê khi thấy em vào ngõ. Bà mỗi năm mỗi gầy, chắc bà luôn vất vả. Cô cảm ơn Sam. Và qua những câu thơ trên, cho ta thấy bạn nhỏ đã có những quan sát rất tinh tế khi gặp lại bà của mình. Em thấy được niềm vui, hạnh phúc của bà khi chào đón em. Và em cũng nhận ra được bà trông gầy đi hơn vì bà vất vả. Từ đó, ta nhận ra bạn nhỏ có tình yêu rất lớn dành cho bà của mình. Cô mời chúng mình đến với câu hỏi tiếp theo. Câu 3. Kể những việc làm nói lên tình yêu thương của bà dành cho con cháu. Cô mời Sam giúp cô và các bạn trả lời câu hỏi này nhé. Con thưa cô, những việc làm nói lên tình yêu thương của bà dành cho con cháu đó là: bà trồng và chăm sóc nhiều cây để ra quả cho con cháu hái khi nghỉ hè. Bà không ăn quả trong vườn mà để dành cho con cháu. Bà quạt cho cháu ngủ, bà kể chuyện cho cháu nghe. Cô cảm ơn câu trả lời của Sam. Bà luôn là người dành tất cả tình yêu cho con cháu. Mặc dù bà vất vả, nhưng vẫn dành những điều tốt đẹp nhất để chào đón con cháu trở về quê với bà đấy các con ạ. Cô muốn nhắn với chúng mình rằng, ai sống cùng hoặc sống xa ông bà, hãy luôn tranh thủ thời gian để cùng bố mẹ về thăm quê, thăm ông bà nhé. Ông bà sẽ luôn chào đón và hạnh phúc khi được các con về thăm đó. Chúng mình cùng chuyển sang câu hỏi cuối cùng nhé. Theo con, vì sao bạn nhỏ thấy vui thích trong kỳ nghỉ hè ở quê? Cô mời Sam chia sẻ câu trả lời của con nào. Con thưa cô,
bạn nhỏ thấy vui thích trong kỳ nghỉ hè ở quê vì được sống trong sự yêu thương, chăm sóc của bà. Bạn thấy bình yên dưới mái nhà có khu vườn nhỏ, có nhiều loại cây và đầy hương thơm ạ. Cô khen câu trả lời của Sam rất chính xác. Về quê là những ngày bình yên của bạn nhỏ và được yêu thương chăm sóc dưới bàn tay của bà. Bạn còn được nghe bà kể cho những câu chuyện và quạt mát mỗi buổi trưa hè nữa. Chắc chắn đó sẽ là những kỷ niệm bạn nhỏ nhớ mãi. Bài đọc trên đã cho chúng mình thấy được những trải nghiệm của bạn nhỏ được theo mẹ về quê, những hình ảnh thân thuộc, bình dị của quê hương và tình yêu thương của bà đã khiến bạn nhỏ vô cùng thích thú, hạnh phúc các con ạ. Về nhà, các con hãy chọn đọc 3 khổ thơ mình yêu thích và học thuộc lòng đọc cho người thân nghe nhé. Vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc bài Về thăm quê. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bài giảng. Đó chính là phần viết ôn chữ hoa A, Á, Ớ. Mục tiêu của phần viết ngày hôm nay: thứ nhất, đó là chúng ta cần viết đúng chữ hoa A, Á, Ớ cỡ nhỏ. Thứ hai, chúng ta viết đúng tên riêng Đông Anh và viết đúng câu ứng dụng: ai về đến huyện Đông Anh ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương. Và thông qua phần viết, chúng ta sẽ rèn cho mình được tính kiên trì và cẩn thận đấy. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cách viết chữ hoa mà chúng ta đã được học ở lớp 2 nhé. Đây chính là chữ hoa A cỡ nhỏ. Nào, cùng quan sát cho cô và cho cô biết độ cao và độ rộng của chữ hoa cỡ nhỏ là bao nhiêu? À đúng rồi, chữ hoa A cỡ nhỏ có độ cao 2 ô ly rưỡi và độ rộng của nó cũng là 2 ô ly rưỡi. Chữ hoa A cỡ nhỏ gồm có mấy nét? À, nhìn vào chữ hoa này, chúng ta thấy rằng chữ hoa A gồm có 3 nét. Nét thứ nhất, gần giống với nét móc ngược trái nhưng hơi lượn về phía trên và nghiêng về phía bên phải. Khi viết, chúng ta viết không bị nhọn quá đúng không nào? Nét 2 là nét móc ngược phải. Và nét thứ 3 chính là nét lượn ngang. Bây giờ các con hãy cùng quan sát video để xem rằng cách viết chữ hoa A cỡ nhỏ như thế nào nhé. Và điểm đặt bút của chữ hoa cỡ nhỏ chính là trên dòng kẻ ngang số 2. Nào, cô mời các con cùng quan sát. Vừa rồi, chúng ta vừa quan sát cách viết chữ hoa A cỡ nhỏ. Thế còn chữ hoa Ớ và Á thì sao? À, chữ hoa Á có thêm dấu Á, nét cong dưới nhỏ trên đầu chữ A. Còn chữ hoa Ớ, à, chúng ta sẽ thêm dấu mũ đúng không nào? Dấu mũ chính là nét thẳng xiên ngắn trái nối với nét thẳng xiên ngắn phải trên đầu chữ A. Nào, cùng quan sát lại cho cô hai chữ hoa A cỡ nhỏ, Á và Ớ nhé. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau ôn lại về độ rộng, độ cao, các nét và cách viết của chữ hoa A cỡ, chữ hoa A cỡ nhỏ, chữ hoa Á, Ớ cỡ nhỏ. Hãy quan sát một lần nữa video hướng dẫn điểm đặt bút, điểm dừng bút và cách viết chữ hoa cỡ Á, Ớ cỡ nhỏ nhé. Nào, cùng với các con cùng quan sát.
Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo của phần viết, đó chính là viết ứng dụng. Trong phần viết ứng dụng, chúng ta sẽ luyện viết thứ nhất là viết tên riêng, thứ hai là viết câu. Tên riêng chúng ta luyện viết trong ngày hôm nay đó chính là Đông Anh. Các con ạ, Đông Anh là một huyện nằm ở phía bắc thủ đô Hà Nội, cách trung tâm thành phố 15 km. Trong tên riêng có hai chữ viết hoa, đó là chữ gì, chữ đờ và chữ A. Các con chú ý viết đúng độ cao và đúng cỡ chữ nhé. Tiếp theo là phần viết câu ứng dụng. Cùng đọc câu ứng dụng với cô, cùng quan sát lên trên màn hình hoặc nhìn vào trong sách giáo khoa nhé. Ai về đến huyện Đông Anh, ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương. Đây là một câu ca dao. Câu ca dao giới thiệu về một miền quê có di tích gắn liền với câu chuyện An Dương Vương xây thành cổ Loa. Trong câu ứng dụng này có các chữ viết hoa, đó là A, D, G, L, T, V, có độ cao là 2,5 ly. Ngoài ra, các chữ có nét khuyết cũng cao 2,5 ô, đó chính là chữ gì? Đó chính là chữ H và chữ G, đúng không nhỉ? Các con chữ còn lại cao 1 ô ly. Khi viết câu ứng dụng, các con lưu ý viết đúng chính tả các chữ như huyện, loa, xây và cách viết lùi đầu dòng ở thể thơ lục bát. Các con cần chú ý viết đúng các dấu thanh và nhớ viết dấu chấm cuối câu ứng dụng nhé. Khi viết, các con chú ý cho cô. Chú ý cho cô về tư thế ngồi viết. Lưng thẳng, đầu hơi cúi, mắt cách vở khoảng 25-30 cm. Và ngực không tì vào bàn, hai chân chúng mình để gì nhỉ? Để song song, thoải mái, được không nào? Còn cách cầm bút thì sao? Các con cùng quan sát lên trên màn hình. Đây chính là cách cầm bút đúng. Chúng ta cầm bút bằng 3 ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, đúng không nào? Còn ngón áp út và ngón út, chúng ta sẽ thì sao nhỉ? Vào trong phía lòng bàn tay để chúng ta có thể di chuyển, đúng không nhỉ? Khi mà chúng ta cầm bút đúng rồi, ngồi đúng tư thế rồi, cô mời các con bắt đầu viết bài. Và cô chúc các con sẽ viết thật đẹp, thật chính xác bài tập viết này nhé. Như vậy là bài giảng ngày hôm nay, cô trò chúng ta đã cùng nhau luyện đọc bài Về Thăm Quê, cùng nhau ôn lại chữ hoa A, Á, Ớ, viết đẹp, tên riêng cũng như là câu ứng dụng. Cô trò chúng ta sẽ được gặp lại nhau ở bài giảng tiếp theo. Cô chúc các con luôn học tốt. Xin chào!